Thế là một hai chưa là được không? không luôn. Thế thì với em đi ngủ à? Em thấy tầm 2-3 giờ em mới ngủ. Vậy là sớm rồi, đúng rồi, sáng sớm là sớm. Ngủ đấy, rất là buồn ngủ. Mà thôi, sẽ để cả Hậu Nguyễn sắp được 200 người follow mới rồi. Tự nhiên giờ có nhiều người xem. Trăm like và cứ like một hôm xong rồi mất tích cả tuần. Chả hiểu. Đêm. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nói nha. Không biết luôn. Ủa? Không đi, đi ăn cơm nhỉ? Sinh tu. Sinh tu nha, sinh gì mà sinh tu quái ở ngoài mê 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 Hello anh Sơn. Thế nào nhìn quen vậy? Quen đâu, ở trên đi làm gì quen. Thế mà cũng nhìn được ra. Mười bảy chào 14, anh em 14 chào 17. Hello. Chai thuốc gì ở trong kia? Không là đổ đâu. Không thể nhìn thấy. Ngôi sinh thế. Không quá. Chào Nguyễn Huy Hoàng. Đủ. Nay giờ này đúng là giờ giờ có nhiều người xem không như cái giờ 10, 11, 12 giờ mình hay bảo sao không ai xem. Cái gì vậy? Chào. Hello bé Sang. Mua được hơn 200 người follow mới rồi. Ai nhớ sẽ có nhiều người follow. Hay quá. Nói gì đấy? Nói gì? Mình mà có em mình yêu xinh. Nâng như tứng luôn á. Ghê vậy. Ý mình nói phép. Này này này. Chị lại mất hút đúng rồi. Cậu tùy hứng. Không ai mất hút luôn một tuần luôn ấy. Em làm gì toàn thuốc thế. Làm gì có thuốc. Cảm ơn Hoa Thanh Bình. Xe chi chi gì gì.
luôn đây. Em vô nghĩa. Chúng mình sẽ tắt màn sau ha, sau cái trang trang bí chân tinh gì đấy, nước lọc, nước lọc. Trong cái gì động cho móng gì trời ơi, lỗi lòng định lắm em. Nhưng mà định hoàn xe không ai nữa, sẽ không ai quá đủ. Nước uống kém chắc sẽ ngon. Không, nước lọc thôi, có cái gì đâu. Cảm ơn chú chủ con tính xin cái con lỡ. Ôi trời ơi, đang tưởng tượng. Ê, cái gói hàng của em ở ngoài kia người ta sẽ đi xe đi. Á, à, bên kia không ăn cơm đi mẹ. Anh cô ơ chọn đấy, sao mày biết chọn. Ô chào anh Kim Mạnh Quyền, hello Tài. Tôi đang định tắt line đấy nhưng ta đi chơi đến hết trời, người ta đi chị không ăn, ăn biết đâu mà đang làm em quên quên ở Quảng Ninh môn Như Ninh, chị có ngồi cùng tên với chị Nhi chị cậu. Chào Quyền bé đi, chào Quyền cùng họ luôn kìa, không phải là cùng tên đâu. Tí đi ra mà lại thấy tí đi ra thấy không thấy cái gói hàng của em đâu thì chết, thấy nó bị đẹp đẹp lép thì chết. Người ta đi mình không để thổ thật. Em có biết bánh quy bánh khác nhau chỗ nào không? Bánh mì dễ quy dễ vỡ. Trời ơi, khéo thật ý. Khéo ghê. Cứ bao giờ em định tắt đi nhá, là lại có nhiều người xem. Chán. Chào. Không chào lúc mọi người. Khéo thật ý. Chào Lập Trần, em 20 tuổi, chưa được 20 tuổi, sắp như em là ghê thế, ở yên trong đây đi, đừng có ra nữa. Cái gì ngồi đây mà tắm được rồi trời. Cảm ơn Ly. Cái gì chào chặt anh Dương. Cảm ơn anh Dương. Em không biết nữa. Chết rồi.
Hello Mark, ông Hà. Nay em như một gì không mà cái gì vậy? Cảm ơn gì nữa? Cơ mình nói chuyện với mẹ Quân quê nó Quảng Nam mà Quảng Ninh mà Quảng Nam Quảng Lâm xong nói như này chào Quảng Nam em người Việt Nam ấy Việt Nam ấy anh thấy con sư tử trong em đâu? Em không sư tử, ước gì tận sư tử. Có thật ngoài đời không? Không đâu. Không nha. Tuy nhiên là không rồi. Tuyến hay tuyến. Cả hai đều đúng đúng. Em bị ăn chuột. Hơ nói. Mày cho em gì? Nhưng này chắc cái gì vậy? Hết pin luôn à? Phải tính hết pin. Ý ông là con sư tử. Hay thế. Vậy tuyến tên gì? Tên là không biết. Không nói đi. Không ai nó đồng đi. Đi gì gì chơi đi em mới 96 em giống người của cái anh sao lưng cô ấy ngày nào thì không biết tuyến sao vậy em mọi người follow IG nha mình chỉ thích follow IG thôi follow IG thôi chỉ cần follow IG không cần phải follow gì đâu follow IG là được của mình được như bạn này đây mà đây luôn đi cảm ơn mọi người có lời bằng ghê nhít méo giờ lại nhiều người xem xong rồi follow ghê. Buồn quá, buồn ngủ ấy trời. Hi, đúng rồi.
phải nhếch mép đi, cái khinh bỉ đấy trời. À, nụ cười thân thiện. Mình vẫn như thường. Cho cái mặt người ta phải làm nó phải thế. Ôi, không nhắc đâu nhiều. À, nhầm đi, đi. Tắt like. Tắt like. Người nhớ follow IG mình. Follow IG. Mặt điểm xấu quá. Xấu. Xấu quá. Không phải nhìn kỹ đâu. Không phải nhìn kỹ. Nhìn vật đủ. Cảm ơn. Cảm ơn. Cái nữa coi. Cái gì? Mép là em thật lòng. Nhít mép là thân thiện ấy. Cười thân thiện. Thân thiện lắm. Thân thiện dữ luôn. Thôi tắt like đi. Ba mọi người. Chào Quyên. Chào Quyên nha. Thôi ba mọi người.